À, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại cái kênh YouTube của tôi. Thì còn một cái câu hỏi tôi sót, đó là câu hỏi của bạn Quốc Dũng. Bạn ấy nhờ anh làm giúp cổ phiếu SVN. SVN đấy, tôi vừa mới gõ vào thì tôi thấy cái cổ phiếu này nó có vẻ nhỏ tí, chứ kiểu rác thế này thì không hiểu là bạn ấy định 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 giá cái cổ phiếu này làm cái gì. Nhưng mà thôi không sao cả, tôi cũng muốn test cái chương trình của tôi xem tình hình nó như thế nào. Nhưng nó như thế này có nghĩa là cái về cái thương hiệu chắc là nó sẽ là không nhé. Đấy, và cái hệ số thiên thời là không có nên nó là vòng 1. Ngoài ra ấy thì chúng ta xem. Thứ nhất là số cổ phiếu là 21 triệu. Đấy, 21 triệu. Thứ hai này là cái vốn, đấy, vốn chủ sở hữu là 221.12, 221.12. Nó cũng là một cái cách hay để tôi kiểm nghiệm xem là cái chương trình của tôi nó đạt được ở cái mức độ nào. Lợi nhuận sau thuế này 0.3 nhé, 0.3 trừ 0.07, trừ 0.07 0.07 0.07 và cuối cùng là 0.05 0.05. Về mặt cổ tức này, về mặt cổ tức thì không có đúng không, không có nhé. Đấy, về mặt cổ tức là không có. Về mặt thị giá này là 4.100, 4.100 đồng ấy. Đấy, thì hiện tại là cái giá trị định giá của cái cổ phiếu này là nó đang có giá trị là 9.800 đồng. Tôi kiểm tra xem là tại sao lại ra cái con số như thế. SVN. Con này nó có giá trị sổ sách rất là lớn. Đấy. Giá trị sổ sách của nó là 10.500 đồng. Và về mặt định giá và chiết khấu sale, chiết khấu dòng tiền và vân vân thì tôi đã định giá được nó là giá khoảng 9.800 đồng. Và nếu mà mua cổ phiếu này là cổ phiếu SVN nhé, SVN. À, còn cổ tức không có, tôi nhầm, ở đây không có cổ tức, nó cũng chả giảm đi bao nhiêu đúng không, cổ tức của nó là không có đúng không. Tức không có. Có thể là cái cổ phiếu này nó có cái gì đấy thật nha. Đấy, thì về mặt định giá là 9.400 đồng và cái giá thị giá hiện tại của nó là đang là 4.100 đồng. Và nếu các bạn mua ở cái giá này thì các bạn đang mua rẻ cổ phiếu khoảng 131,5% nha. Và để quyết định đầu tư thì chúng ta cần phải nghiên cứu thêm những cái thông tin khác, những thông tin khác. Chứ nếu chỉ sử dụng vào định thị giá này thì nó rất là nguy hiểm. Các thông tin khác ví dụ như đồ thị, tôi thấy cổ phiếu này để tôi kiểm tra xem nó có thể là một cơ hội để đầu tư đúng không?
SVN nhé. Điểm mua này, cổ phiếu này có điểm mua ở đây rồi. Nó đã có một cái nền nền ở đây, tích lũy ở đây rồi. Đúng không? Nhưng cái khối lượng giao dịch của nó rất là nhỏ nên chúng ta phải, như tôi nói đấy, những cổ phiếu này là chúng ta phải hiểu ở trong công ty này nó đang đang như thế nào và hoạt động làm ăn của nó ra làm sao nhá. Đấy. Tôi không khuyến nghị đâu nhá, nhưng mà tôi tự nhiên tôi thấy hấp dẫn. Đấy, đôi khi là cơ hội đến khi khi các bạn đây. Bà này bà đã mua ngày 12 tháng 7 và ngày 9 tháng 7 nhá. Xem lúc đấy là giá bao nhiêu. 12 tháng 7 giá rất là thấp thôi. Và 9 tháng 7 giá rất là thấp rồi, bà này bà đã mua được cái giá rất là thấp rồi. Hôm nay cũng lại đã bán được ở cái giá rất là cao rồi. Cổ phiếu này có nguy cơ là lái đánh đi nhá, mùng 8 tháng 4. Để xem nào. Mùng 8 tháng 4. Đây mùng 8 tháng 4 ông này cũng đã bán giá 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 đỉnh rồi đấy nha. Đấy thì là cái cổ phiếu này xem nó hoạt động về cái gì, tôi chưa biết được nó là làm về cái gì. Xây dựng dân dụng ở công nghiệp. Đấy, sao nó có nhiều thứ thế? Nó cũng có nhiều thứ đấy nhá, nó có nhiều thứ các bạn cần phải tìm hiểu kỹ. Tuy nhiên tôi không khuyến nghị gì nhá, không không khuyến nghị mua hay bán là tùy các bạn đấy, nhưng cái định giá của tôi là con này có vẻ đang hấp dẫn đấy, và tôi cũng mong cái định giá này nó không đúng, đúng không? Không biết tại sao nó lại ra con số hấp dẫn thế, thử xem đúng không, 21 triệu nhá. Hai hai một chấm mười hai, hai một chấm mười hai, cái lợi nhuận nó làm ra rất là bé nhưng mà cái tài sản của cái công ty ấy nó lại khá là lớn. Và các bạn nhìn thấy ở đây này, cái giá trị sổ sách nó đang là 10.5 cơ mà, đúng không? 10.5 đấy, tuy nhiên là chúng ta cũng không nên tin tưởng vào cái giá trị sổ sách bởi có thể là nó bị làm sai nhá. Nhưng cái giá trị nó làm sai là do cái khai báo ở trong báo cáo tài chính ấy, nó không đúng. Thì ngay cả cái việc khai báo không đúng ấy thì nó dẫn đến cái vốn chủ sở hữu này có khi nó cũng sai, nó dẫn đến vốn chủ sai, và vốn chủ sai nó dẫn đến những cái khác nó sai theo theo nhé. Đấy, tuy nhiên là tôi đang thấy có một cái mức giá hấp dẫn nhé, và để đầu tư nó thì bạn phải tự quyết định nhé, chứ cái thông tin của tôi chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Và chúc